Đây nè anh chị, 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi, 7 vòi, 8 vòi, 9 vòi. Rất là nhiều vòi hoa. Nếu mà anh chị sử dụng VTL17 nhỏ vào đỉnh ngọn. Xin chào anh chị đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong. Và câu hỏi đặt ra trong thời gian gần đây là về việc kích hoa Dendro Tết 2023. Thì cách nào để sử dụng hiệu quả nhất và thời gian kích ra sao? Thì thời gian kích anh chị vui lòng anh chị kích giữa tháng 9 âm lịch tới đầu tháng 10 âm lịch giùm em nha. Nhớ là giữa tháng 9 âm lịch tới đầu tháng 10 âm lịch để chơi Tết 2023 nha. Thì mình sẽ kích vào giữa tháng 9 âm lịch tới đầu tháng 10 âm lịch năm 2022. Anh chị nhớ âm lịch nha. Và anh chị phải chọn những cái chậu cây đứng ngọn. Đứng ngọn là nó sẽ không ra lá non nữa, thì nó sẽ bắt đầu hình thành vòi hoa. Anh chị lưu ý giùm em cái vấn đề này nha. Đó thì là hai yếu tố. Và sau khi kích hoa, thí dụ anh chị kích hoa bằng VTL17 đi. Đây, VTL17 này. Thì anh chị sử dụng VTL17 này, anh chị tháo ra và anh chị nhỏ trực tiếp, không cần phải là pha qua nước gì hết. Anh chị nhỏ trực tiếp vào đỉnh ngọn. Nhỏ vào đây. Đây đỉnh ngọn. Thì anh chị 4 ngày anh chị phun, anh chị nhỏ vào một lần đây anh nha. Anh chị nhỏ tầm khoảng là 4 lần vậy thì nó sẽ bắt đầu nhú vòi hoa lên như thế này. Và khi mà anh chị nhỏ, anh chị lưu ý là nhỏ lúc trời mát anh nha, nhỏ lúc trời mát và 2 tiếng sau anh chị xả ra nước giùm em thì nó sẽ đạt rất hiệu quả. Không chỉ cho đỉnh ngọn, anh chị có thể bôi ở những cái mắt ngủ, ở trên những nách lá nó cũng sẽ ra hoa anh nha. Đây như cái chậu này em bôi ra rất là nhiều vòi hoa đỉnh ngọn nè. Chú anh chị thấy 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi. Bôi nách lá lên, nách lá cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên có một cái điều mà khi mà bôi á, anh chị lưu ý giùm em, đặc biệt là anh chị phải là đối với VTL17 này, anh chị phải xả nước. Cô chú anh chị phải xả nước sau khi mà anh chị kích hoa. Thì sáng sớm anh chị bôi lên trên đỉnh ngọn, trên nách lá, thì tầm khoảng 2 tiếng sau anh chị lưu ý xả nước và 4-5 ngày một lần. Và một điều nó đem lại nữa thì cái này em không khuyến khích anh chị sử dụng VTL17 này nha. Nếu mà anh chị nào đang cần hoa nhiều lắm thì anh chị hãy sử dụng để kích. Còn nếu mà cây mình thật sự khỏe mạnh là tự động ra hoa, anh chị không cần phải kích. Tại vì kích anh chị thì nó sẽ xuất hiện lá vàng. Dưới lá vàng nè anh chị, nếu mà anh chị sử dụng kích thì nó sẽ ra lá vàng, rớt lá chân. Đó thì nếu mà anh chị sử anh kích quá liều, hoặc là anh chị không có xả nước kỹ, hoặc anh chị cây anh chị đang yếu thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ, anh chị lưu ý nha. Nhưng mà VTL17 này kích theo kiểu này rất là hiệu quả. Và một cái đồng loạt nữa mà khi anh chị kích nguyên các khu vườn anh chị á, thì anh chị nếu mà anh chị muốn kích, anh chị không có cần bôi mà anh chị muốn phun á, thì ở đây là một là này mà 1cc VTL17 anh chị pha với là đây 16 nửa gram. Thành ra này 1C, cái này là nửa gram. Pha trên 2 lít nước. Anh chị à, pha trên 2 lít nước anh chị phun vào buổi sáng nha. Phun vào buổi sáng này thì trời mát, anh chị 2 tiếng sau anh chị xả nước. Và một tuần anh chị hãy phun một lần, là phun toàn vườn luôn. Thì nó sẽ ra vòi hoa đồng loạt ở trên đỉnh ngọn, là trên đách lá. Tuy nhiên 16 là một cái điều mà anh chị phải sử dụng đúng liều. Nửa gram cộng với VTL17 là 1cc trên 2 lít nước anh chị mới phun được. Nếu mà anh chị phun quá liều á thì nó sẽ gây vàng lá. Và đặc biệt anh chị nhớ lưu ý là xả nước nha. Xả nước sau 2 tiếng, tại vì đây là một trong những cái chất kích thích rất là mạnh. Anh chị muốn vòi hoa chơi Tết, anh chị phải đổi lại là thân thủ anh chị sẽ bị ảnh hưởng. Em nói trước, còn nếu mà anh chị cây đã, anh chị đã chăm sóc đã khỏe rồi thì anh chị chỉ cần bổ sung những cái dưỡng chất thông thường thôi thì cũng tự động ra hoa. Đó thì những cái lưu ý dành cho anh chị khi mà anh chị sử dụng 16 31 16 với lại VTL17. Thật ra thì đã mình sử dụng đã từ kích hoa rồi thì lúc nào cũng đem lại tác dụng phụ. Em nhắc đi nhắc lại câu nói này hoài. Còn điều gì khó khăn khi kích hoa Tết đối với VTL17 hoặc 16 31 16, khó khăn gì hoặc anh chị làm mà không hiệu quả hay là hiệu quả gì, anh chị nhớ là để là phần bình luận, bên em sẽ trả lời bằng video cụ thể.